Với cộng đồng mê xe tại Việt Nam, Cadillac SRX đã là cái tên không còn quá xa lạ. Tuy ra mắt lần đầu vào năm 2004, nhưng phải tới khi chuyển sang thế hệ thứ hai, 2010, dòng xe này mới bắt đầu nhận được sự chú ý nhiều hơn từ những đại gia Việt. Tại thời điểm đó, Cadillac SRX nằm cùng phân khúc với Lexus RX hay Acura MDX. Xuất hiện trong clip là chiếc Cadillac SRX4, hiếm hoi còn được giao bán trên thị trường. Thực chất, SRX4 là tên dành riêng cho phiên bản sử dụng động cơ tăng áp trên dòng Cadillac SRX. Xe được sản xuất năm 2010 với mức odo đạt 140.000 km. Cadillac SRX4 2010 sử dụng động cơ tăng áp V6, dung tích 2.8 lít, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp cho công suất 300 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 Nm. Hầu hết những mẫu Cadillac SRX 2010 được bán ra trên thị trường xe cũ đều thuộc phiên bản động cơ V6 hút khí tự nhiên, dung tích 3.0 lít sản sinh công suất 265 mã lực và mô men xoắn 302 Nm. Theo nhiều chia sẻ của người dùng, nếu Lexus RX 350 đem tới cảm giác êm ái, thì với khối lượng gần 2 tấn của Cadillac SRX gây ấn tượng bởi cảm giác di chuyển vô cùng đầm chắc. Khác hẳn với thiết kế mềm mại của đối thủ cùng thế hệ Lexus RX 350, Cadillac SRX4 2010 sở hữu nhiều đường gân mạnh mẽ và mang tính hình khối cao. Chóa đèn Fabi xenon của chiếc xe vẫn còn trong sau chặng đường 140.000 km. Mâm xe được trang bị loại 7 chấu đơn, kích thước 20 inch. Sau thời gian dài sử dụng, nội thất trắng kem của chiếc Cadillac SRX4 vẫn được đảm bảo tốt về thẩm mỹ và chất lượng. Cách bố trí, thiết kế của Cadillac SRX4 được học hỏi rất nhiều từ mẫu sedan Cadillac CTS 2010. Tuy được sản xuất cách đây 10 năm nhưng chiếc Cadillac SRX4 đã sở hữu rất nhiều trang bị hiện đại, tiêu biểu như ghế da chỉnh điện, nhớ hai vị trí, tích hợp sưởi ấm, vô lăng bọc da 3 chấu tích hợp phím rảnh tay. Phía sau được trang bị cụm đồng hồ kết hợp giữa analog và màn hình LCD. Màn hình trung tâm có 2 chế độ hiển thị cho mỗi trạng thái đóng mở. Hệ thống giải trí trang bị dàn âm thanh 8 loa Bose. Hàng ghế sau của Cadillac SRX4 2010 được nhiều người đánh giá không quá thoải mái. Bù lại, tiện nghi phía sau bao gồm 2 màn hình giải trí, hệ thống điều hòa độc lập, bệ tỉ tay, hộc để đồ tích hợp khay đựng nước. Chiếc Cadillac SRX4 2010 đang được chào bán với giá 780 triệu đồng. Số tiền trên ngang ngửa với mẫu Hyundai Tucson 2021 phiên bản tiêu chuẩn. So với mẫu xe đối thủ cùng thế hệ là Lexus RX 350 đang có giá bán dao động từ 1,25 đến 1,4 tỷ đồng, Cadillac SRX 2010 thật sự trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc.